Mèo Ú Review xin chào tất cả các bạn. Một ngày mới lại đến, sau mùa World Cup, nếu bạn cảm thấy chán nản khi mất đi mọi thứ, thì cũng đừng lo, vào xem video của Mèo Ú sẽ vui ngay lên thôi. Anh Nhọ chỉ với một miếng sandwich lót bụng, bắt đầu buổi sáng đầy hào hứng. Khởi động bằng ít vòng chạy với Boss, sau đó đi đón cô em gái thân thiết mà anh chót vô tình thương em như là em gái thôi nào. Anh Nhọ vừa trông thấy một con cá voi ở gần đó, không muốn làm phiền nó, nên anh chỉ đứng yên trên chiếc mô tô. Ôi mẹ ơi, xém tí thì giật mình rớt xuống biển, tự nhiên chơi trò ú ỏa sát mép thế này. Chạy thử một vòng xem cảnh sắc nơi này có gì hay ho không nào, giữa vùng biển hoang vắng, lại đưa theo em gái mưa ngon chết thế kia, không biết anh Nhọ định làm gì trong ngày hôm nay nhỉ? Mèo Ú thích suy nghĩ của các bạn đấy. Nhưng anh Nhọ cực kỳ yêu nóc nhà, nên anh chỉ lượn lòng vòng, rồi để Boss bơi cùng cô em mà thôi. Giữa mênh mông toàn nước là nước, anh Nhọ đột nhiên nhớ về chuyến đi Iran cùng những người anh em trong lần chạy trốn trước đây. Anh Nhọ trong phiên bản tóc dài này lạ quá, họ hào hứng lái thuyền ra vùng biển rộng lớn. Đến đây mà không lặn thì có lỗi với thiên nhiên lắm. Phải hai người kết hợp, họ mới lôi lên được một con cá siêu khủng. Đi du lịch mà như này thì lo gì tiền ăn nữa nhỉ? Trông chiếc cá đỉnh thật sự, người dân địa phương đang giúp họ làm sạch con cá và món đầu tiên sẽ là sashimi, nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Tiếp theo là nổi lửa và rán phần cá còn lại. Anh Nhọ không nhịn được mà bốc thử ngay một miếng, có Ngọc Trinh ở đây thì anh cũng chê nha, vì thịt cá tươi ngon và mọng nước hơn nhiều. Thử dùng với một chút wasabi xem nào, úi chà, phê lên tận óc anh em ạ. Trong khi họ đang hào hứng với món sashimi, thì cá nướng cũng bắt đầu được đưa ra, trông thịt trắng mút kia. Anh Nhọ không ngừng tấm tắc khen ngợi hương vị đó. Nghĩ đến thôi mà anh Nhọ đã thèm rỏ rãi ra rồi, thôi thì di chuyển để đến một vùng đất mới, thử xem có tìm lại được hương vị trong mơ đó lần nữa hay không. Ơ kìa, đang cao hứng thì anh bị mắc kẹt vào lớp cát dày trịch, anh đành xuống xe, dùng tay đào nhiệt tình lớp cát dưới bánh. Hy vọng là anh Nhọ kịp giờ cơm với nóc nhà, không lại bị điều tra xem đi đâu thì toang. May mắn là anh đã vượt qua trong một nốt nhạc, thẳng tiến về với nóc nhà thôi nào, và ngày hôm sau sẽ là một chuyến đi khác, các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Hello các bờ rô, không biết các bạn có nhìn ra, con thuyền của anh Nhọ vừa được sơn sửa lại không, trông mắt mắt thật sự. Để ăn mừng cho con thuyền này, anh quyết định rủ cả gia đình, tổ chức một chuyến đi đến một vùng biển tuyệt đẹp, cùng đu càng theo anh Nhọ để khám phá nhé. Như cá gặp nước, anh Nhọ lao ngay xuống biển, cảnh sắc vẫn đẹp tuyệt vời như thế. Lượn qua lượn lại một lúc, anh Nhọ bắn trúng một con cá có vẻ ngoài cực kỳ đặc biệt. Màu xanh óng ánh cực kỳ hút mắt. Tiếp tục đi đến những vùng khác xem nào, những con cá nhỏ giống như biết rõ ràng anh Nhọ sẽ không bắn chúng hay sao mà cứ lởn vởn xung quanh thế nhỉ. Còn cá lớn đang chơi trò ú oà, nhưng làm sao mà thoát khỏi mắt anh Nhọ được cơ chứ? Mbappe mang súng vào sân còn bị người ta nhìn ra cơ mà. Giống cá này là gì các bạn nhỉ? Vừa to vừa đẹp, nhưng dù sao cũng chỉ là món ăn mà thôi. Di chuyển đến một vùng biển khác, cuối cùng anh đã bớ được một em cá hồi siêu mọng nước, cho Mèo Ú xin miếng làm sushi được không anh trai? Mờ lem quá đi. Đủ thức ăn rồi, họ thoải mái thăm thú xung quanh, một chiếc cá đối trông như Batman ngay lập tức ra chào hỏi. Anh Nhọ rửa sạch con cá săn được ban nãy, hình như vẫn còn gì đó trong miệng nó. Thì ra là một con cá đang trong quá trình tiêu hóa, u là trời, cái mùi của nó. Con cá bự thật sự, như này thì cả làng ăn còn đủ chứ đùa. Vừa phóng vào bờ, anh Nhọ đã gặp ngay một chiếc kỳ đà cản mũi, nhưng là anh Nhọ cản mũi cơ. Sau khi giải trí với con vật đặc biệt này một chút, anh Nhọ quyết định phóng phờ lai cam lên, cảnh sắc hùng vĩ tuyệt đẹp, nước trong vắt chảy xen giữa những khu rừng ngập mặn xanh dờn. Người anh trai đi cùng vừa ngụp một lúc, đã bế lên một em tôm hùm siêu ngon, đỉnh thật. Muốn thăm thú những nơi ít người đến, thì bạn sẽ được tận hưởng làn nước trong xanh và cảnh sắc ảo tung chảo như thế này. Khi về nhà, anh Nhọ bắt tay vào sơ chế cá. Cá xanh là loài có vảy rất cứng, vì thế, anh chỉ có thể nghiến răng, dùng mũi dao ấn mạnh xuống mới có thể luồn vào trong. Chiến thần diệt cá, lại còn là bậc thầy làm cá như này thì anh xứng đáng có 10 cô người yêu nhé. Sau khi phi lê ra thành từng miếng cá trắng muốt, anh thưởng cho Boss một miếng sashimi, rồi tiếp tục lóc bỏ ra, thái nhỏ thành từng miếng vừa ăn. Chỉ một chớp mắt sau, anh đã có một đĩa cá rán thơm ngon, giòn rụm, ở Việt Nam còn ngửi thấy được nữa. Anh Nhọ cực kỳ hào hứng, nhìn ông anh này ăn món gì cũng thấy ngon, các bạn có thấy thế không? Anh vừa ăn, vừa nhớ lại niềm vui nhỏ bé khi chiều nay, trên đường về nhà anh đã bắt gặp được một nhóm những bạn trẻ cực kỳ hâm mộ những video của anh Nhọ. Và cái kết là tặng quà không trượt phát nào. Đôi khi niềm vui suốt cả một ngày dài lại chỉ đơn giản như vậy thôi. Khán giả của 8TV nghĩ sao về video ngày hôm nay?
Ngày hôm nay của bạn đã có gì vui chưa? Cùng chia sẻ suy nghĩ xuống dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ Mèo Ú. Đừng quên tiếp tục ghé thăm kênh để đón xem những video mới tiếp theo nha. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.